Nhiều tỉnh cho học sinh nghỉ học tránh siêu bão Yagi. Để đảm bảo an toàn với bão số 3, siêu bão Yagi, nhiều tỉnh thành thông báo cho học sinh nghỉ học. Sáng ngày 6 tháng 9, Sở Giáo dục Đào tạo Thái Bình ban hành công văn số 1001 gửi các đơn vị trực thuộc về việc nghỉ học để phòng, chống bão số tháng 3 năm 2024. Theo đó, công văn yêu cầu các cơ sở trường học, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cho học sinh nghỉ học ngày 6 tháng 9 và ngày 7 tháng 9. Các cơ sở giáo dục tổ chức ứng trực 24/24, giữ liên hệ thường xuyên với các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra. Khẩn trương khắc phục các thiệt hại, nếu có, dọn dẹp, vệ sinh trường lớp học ngay sau mưa bão đảm bảo an toàn, sạch sẽ, phòng tránh dịch bệnh trong trường học. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng có văn bản hỏa tốc chỉ đạo ứng phó với bão số 3. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục Đào tạo căn cứ tình hình mưa, bão chủ động chỉ đạo học sinh các cấp học trên địa bàn toàn tỉnh nghỉ học nếu cần thiết để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, triển khai phương án phòng, chống bão, mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ đến giáo viên, phụ huynh và học sinh, nhất là vùng ven biển, sông, suối, đập, đê điều để chủ động các biện pháp phòng tránh. Sáng ngày 6 tháng 9, thông tin tới Tri Thức, New, đại diện Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng cho biết thêm đối với các đơn vị giáo dục trên địa bàn huyện Cát Hải, tỉnh này cho học sinh nghỉ học từ 10 giờ ngày 6 tháng 9. Trước đó, tại cuộc họp ứng phó với bão số 3 chiều ngày 5 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng giao Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh chỉ đạo các trường được Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự địa phương trưng dụng làm nơi sơ tán, tránh trú bão cho nhân dân. Sẽ cho học sinh nghỉ học từ 13 giờ ngày 6 tháng 9. Đối với các trường học còn lại, cho học sinh nghỉ học từ ngày 7 tháng 9 đến khi bão tan. Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền trong công tác ứng phó bão số tháng 3 năm 2024. Việc dạy và học bù, các đơn vị chủ động, đảm bảo theo khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 của tỉnh. Ngày 5 tháng 9, Sở Giáo dục Đào tạo Bắc Giang có công văn về ứng phó với siêu bão Yagi, trong đó có việc cho học sinh nghỉ học ngày 7 tháng 9. Riêng chiều ngày 6 tháng 9, tùy diễn biến cơn bão số 3 và thời tiết từng khu vực, thủ trưởng các đơn vị chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó là bố trí học bù vào thời gian thích hợp. Sở cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai bố trí cán bộ, giáo viên trực, thực hiện các phương án đảm bảo an toàn cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị, xử lý các tình huống,